xin được giới thiệu đến với mọi người, đó chính là Rose Nguyễn. Hello mọi người, em là Rose Nguyễn, em đến từ Mỹ. Công việc full time là music producer và công việc part time là đánh trống. Xin chào mọi người, em là Cú Hồ. Em là diễn viên full time, người mẫu part time và em ăn là anytime. Wow, dễ thương. Bây giờ Tiên sẽ giúp anh nha. Đoán đi ai chị ai em ơi, chứ khó quá. Em nghĩ là giống như là anh thấy có vẻ là bạn này nhìn nhí nhảnh hơn, nhưng mà nhìn nhí nhảnh hơn. Yeah, em thấy có thể là Ron là em. Phải không? Yeah. Cho tôi kết quả đi ạ. Chính xác, cái chị đó là chị. Ồ. Oh. À là chị hả? Em là chị. Tôi là Minh Sủ và đây là Nhập Gia Tùy Tục hả? Ê vô, mình là chế chê, mình là chế chê, lái tay, hám hai, đứng đây, chơi, Nhập Gia Tùy Tục chơi, vô. Em là Rose Nguyễn, em đến từ Mỹ, em là producer, em mở 1-2, còn bạn vẫn nhiều. Vô. Yeah. Quỳnh Tiên, Cameroon Long Xuyên, Hai Điền, Nhân Diên. Em đến từ Úc được 9 tháng rồi và hôm nay tham gia Nhập Gia Tùy Tục. I love everyone. Sergey, Sergey đến từ Vũng Tàu, máu Nga. Kira, pow, pow, pow. My name is Wayu, Nhập Gia và Tùy Tục, văn hóa không kỳ cục, tập trung cho nghiêm túc. Wayu, that's my name. Và chúng tôi là Nhập Gia Tùy Tục. Quý vị thân mến, chương trình Nhập Gia Tùy Tục được phát sóng định kỳ vào lúc 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và chúng tôi sẽ phát sóng lại trên các kênh khác của Đài Truyền hình Việt Nam. Những người bạn quốc tế đến từ nhiều quốc gia, đặc biệt là có nhiều dòng máu khác nhau nhưng có chung một tình yêu Việt Nam, đúng không ạ? Xin được giới thiệu đến với tất cả mọi người, rapper JJ. Xin chào tất cả mọi người biết đến mình là JJ và mình là một rapper. Ngoài ra mình còn làm modeling trong thời gian free time của mình. Tiếp theo xin được giới thiệu đến với tất cả mọi người một nhân vật chị em, nhưng bây giờ không biết ai là chị ai là em, chúng ta hãy cùng nhau làm quen nhé. Xin được giới thiệu đến với mọi người, đó chính là Rose Nguyễn. Hello mọi người, em là Rose Nguyễn, em đến từ Mỹ. Công việc full time là music producer và công việc part time là đánh trống. Trời, thường là tôi thấy là nam đánh trống thì nhiều mà hôm nay nữ đánh trống hả? Em mê cái này từ lúc nào vậy? Từ lúc mà 12 tuổi. Xin chào mọi người, em là Cú Hồ. Em là diễn viên full time, người mẫu part time và em ăn là anytime. Dễ thương. Xin được giới thiệu đến mọi người một cô em thân thiết của tôi. Đã bao lâu rồi không gặp lại nhau, Huỳnh Tiên. Bây giờ Tiên sẽ giúp anh nha. Đoán đi ai chị ai em ơi, chứ khó quá. Em nghĩ là giống như là anh thấy có vẻ là bạn này nhìn nhí nhảnh hơn, nhưng mà nhìn nhí nhảnh hơn. Yeah, em thấy có thể là Ron là em. Phải không? Yeah. Cho tôi kết quả đi ạ. Chính xác, cái chị đó là chị. Ồ. À là chị hả? Em là chị. Dạ. Yeah. Hai chị em hơn nhau bao nhiêu tuổi? Dạ, yeah, 1 tuổi. 1 tuổi. Ồ. Bây giờ tới phần giới thiệu của cô em của tôi ạ. Xin mời Huỳnh Tiên. Xin chào mọi người, mình tên là Huỳnh Tiên. Hiện tại thì mình đang làm nhà thiết kế thời trang và người mẫu ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Em có biết ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em là gì không? Là gì anh? Là tôi không nghĩ cái cô này là người nước ngoài nha quý vị. Cái giao diện là người nước ngoài chắc chắn rồi đó, nhưng mà khi mà nói ra giống như người Việt Nam. Mà còn lại là người miền Tây nữa đó. Là người miền Tây luôn. Em kể cho mọi người nghe đi, lai lịch của em làm sao? Ngày xưa đó là ba của em đó là người Cameroon, còn mẹ em là người Việt Nam. Và hai người yêu nhau và đã sinh ra một cô gái dễ thương em nè. Ở đâu? Ở đâu? Ở An Giang. Ở An Giang luôn. Rồi em sống ở Việt Nam từ xưa đến giờ luôn. Dạ đúng rồi. Và tiếp nối xin được giới thiệu đến với tất cả mọi người hai chàng trai hôm nay, Sergey.
Xin chào mọi người, em tên là Sergey, hoặc có thể gọi là Nam. Tùy mọi người thôi, em là người Việt Nam, lai Nga, hiện giờ đang sinh sống Vũng Tàu. Và cuối cùng ngày hôm nay, thành viên thứ 6 trong đại gia đình của Nhập Gia Tùy Tục tuần này xin được giới thiệu ca sĩ Du Nguyễn. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Nhập Gia Tùy Tục. Mình là YU, công việc hiện tại của mình đó là ca sĩ. Rồi, hôm nay 6 người bạn sẽ chia làm 2 đội chơi để tham gia 3 vòng thi đấu. Và giải thưởng thì chỉ có một mà thôi. Đội nào chiến thắng sẽ nhận được một cái giải thưởng mỗi người, đó chính là một voucher nghỉ dưỡng miễn phí tại resort cao cấp. Đây là trò chơi mà chúng ta sẽ chia làm hai đội. Chúng tôi sẽ có 6 chiếc lon, chúng tôi sẽ bỏ vào trong đây 6 lá thăm với 3 số 1 cũng như là 3 số 2. 3 người ném ngã ô số 1 thì chúng ta thành một đội. 3 người ném ngã ô số 2 thì sang một đội. Được. Ai xung phong ném trước? Em. Em đúng không? Em. Nhưng mà mấy bạn có đồng tình không? Em có đồng tình. Ok. Để ném trước đi. Lúc đầu cũng đồng xui á. Đó chị em mình vậy thôi chứ. Rồi, 1 2 3 ném. Ném. Số mấy? Số mấy? Số 2. Số 1, rồi về. Ok. Rồi lấy. Sugay lấy số mấy? Số 1. Số 1, về với JJ. Tiên. Bro, cho anh số mấy? Nếu mà số 1 luôn là đủ. Số 1. Yeah. Vậy là chúng ta đã có 3 số 1 rồi. Tiên ơi, em khỏi cần chơi nữa, em chắc chắn là số 2. Chúng ta đã có 2 đội chơi, nghĩ ra cái tên cho đội đi ạ. Quý vị thân mến, sau một thời gian thảo luận và thống nhất thì họ đã đặt ra cái tên như sau. Xin mời đội nhà mình trước. Dạ, đội mình tên là Hoang Mang ạ. Ủa, đặt tên Hoang Mang? Mọi người không biết được Hoang Mang mà làm nên chuyện đâu. Được, đồng lòng nào. Đội mình tên là Hoang Mang. Hay lắm. Hoặc là bên mình đặt tên là Hồ Quỳnh Hương đi. Đúng rồi. Hai, ba. Quán Cốc. Tại sao được là Quán Cốc ạ? Tại vì Quán Cốc nào cũng có những cái món sau đây. Như em là sữa nè. Còn đây là xăm dứa. Xăm dứa? Còn em trà dâu rồi. Những món thức uống dài khác dành cho giới trẻ hiện nay. Không biết ngày hôm nay 3 vòng thi sẽ như thế nào. Ngay bây giờ xin mời 2 đội chơi. Đội Quán Cốc và đội Hoang Mang. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu tiên mang tên gọi Nhà Ta. Xin mời.